smelling like trees. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trời, tự nhiên nói quên mất cái kênh của mình đó. Hôm nay vô tình thì gặp hai bạn kia biết mình, cho nên là làm team bốn mù chơi giải trí cho vui đi ha. Và chúng ta cũng không biết là quan trọng là cơ hội thắng thua là bao nhiêu thì mình cũng không biết. Nhưng mà các bạn biết rồi, mù thì sửa máy rất là nhanh. Chỉ có một cái nhược điểm đó chính là mù map thì coi như là ngu ngục luôn. Đây là cái map công viên ánh trăng thì chắc là mình cũng nhớ nhớ gì đó rồi. Đây là một bộ trang phục cô gái ngủ mê hay là say ngủ gì đấy, nói chung là đi ngủ đấy. Mấy người mà hay nhà giàu giàu á, thường thường là buổi tối họ sẽ sắm thêm một cái bộ đồ đi ngủ riêng. Chứ những người phèn phèn và những người thường dân như mình thì thôi, tắm xong mặc bộ gì tối ngủ bộ đấy cho nó tiện, đỡ phải giặt đồ, mệt mỏi. Ôi có cái mùi mà đam sang đây ấy, biết ngay. Ui, thế rồi mấy bạn kia gõ gậy trốn hết à? Ủa hai bạn kia ở đây này. Trời ơi, mình phải đi cài. Nhân vật này thì mình chơi không tốt, nhưng mà nếu các bạn chơi thì cầm nhánh 39 nhá. Muốn đi cứu người, muốn đi solo khô máu thì 69 cũng được. Nhưng mà không mang nhánh 3 thì cũng cần phải nói cho đồng đội biết. Ủa nó lại tạo gương này. Thôi, đúng ghê luôn á. Đi nhanh thế. Ca này khó cho mình rồi. Thôi. Ôi vướng cái cục. Trời ơi vướng cái hòm cái kìa, không có đi được. Bực quá. Ôi, lên ghế rồi. Buồn ghê. Trời ơi, không có cài được cái gì hết trơn á. Tự nhiên vướng cái hòm đó mình không có đi được. Xong rồi bạn này tốc biến cũng khá là hay. Mình cứ tưởng khúc đấy bị kẹt. Có một bạn tới cứu này. Lily chạy 8 hướng rồi. Kremi. Thôi được rồi, đủ rồi. Mù thì các bạn nhìn được Hunter xuyên tường nhá, nếu mà di chuyển. Còn nếu như các bạn không hoạt động gì, kiểu như đứng yên một chỗ khá là lâu ấy, thì lúc đó là sẽ bị tối om, không nhìn được Hunter đâu. Bình tĩnh nào. Sao mà gắt thế nhở? Chỗ này hết đồ chơi rồi. Đi vào đây có mấy cái ván này. Hunter đang lù lù đằng sau. Thôi trời ơi, không vui gì hết trơn. Đề nghị là ba bạn mù kia sửa máy nhanh gọn lẹ vào nha. Trời ơi, phải làm sao đây? Đây là một cái clip vui thôi, nó cũng không có cái gì ghê gớm. Thường thường đi rank thì mình nghĩ là chắc cũng không có team nào cầm 4 mù đâu. Tự nhiên hai bạn kia bích mù, cái bọn mình với Trinh cũng hứng lên bích theo cho vui. Để xem là trận đấu này nó căng thẳng như thế nào. Úi, cái tường. Đỡ cho mình. Đỡ cho mình. Rồi, thank you nhá. Thế mạng cho mình. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Một máy rồi. Được rồi, còn một máy thôi. Ôi, bá xoay gương kìa. Thôi chết rồi, không thoát được rồi. Xui quá, không thoát được. Rồi, mình sẽ bay rồi. Và tiếp tục quay trở lại trận đấu xem mấy bạn này sẽ làm sao. Khá là căng. Nhanh để vào trận. Ôi, gục rồi.
Cố lên, cố lên, cố lên bạn gì ơi. Xe mà hồi hộp giùm đồng đội luôn. Ào. Né dẻo nhờ. Thôi, ăn nổ máy rồi. Chạy đi. Ôi, chém hụt kìa. Cố lên, cố lên. Trinh, ông phản Trinh, Creamy. Cố lên bạn ơi. Thôi rồi. Hồi nãy mình chết y chang vầy luôn, cũng nhảy qua cửa sổ xong bạn đi vào. Tại vì chỗ cửa sổ nó khá là tù cho nên là Hunter nó dễ xoay chuyển tình thế lắm. Creamy chắc là bay rồi. Trinh thì bên này an toàn 100%. Ghê thì xoay gương kìa, vào. Wow, hồi hộp ghê. Mình đã quay trở lại với một trận đấu khác. Trận đấu này có hai mù và hai hương sư nha. Hai mù và hai hương sư. Đều không chịu được. Ô, hôm nay gặp Ben. Một thanh niên chuyên đi quay tay và đi kéo. Cũng khá là nguy hiểm nha. Ồ, nó sang khu vực của một bạn hương sư với một bạn mù bên kia rồi. Ben này móc ảo lắm, cho nên là có những đôi khi mà rõ ràng là mình né được rồi, nhưng cái dây móc đó lại móc trúng mình. Đều lắm luôn á. Tầm đánh của nó cũng khá là ngắn. Kiểu như nó là một những cái vị hunter đời đầu ấy, thì nó hơi bị tù về cái khoảng cách đòn đánh. Các bạn có thể thấy ông Leo này. Rồi ai nhỉ? Ở bên hoặc là hình như là Joker cũng đánh cũng hơi ngắn thì phải. Vừa rồi mới đổ một cơn mưa thật to luôn, to to kiểu siêu to khổng lồ luôn á. Mình cứ nghĩ là nó sẽ mưa hết buổi chiều nhưng mà tầm được nửa tiếng là tạnh rồi, không biết là buổi tối như thế nào. 1 giờ mà cứ giống y như là 6 giờ tối ấy, khá là đen thui. Mình mong là ngày mai mình đi học thì cũng đừng có mưa như vậy, đi về rất là khó. Ngày nào cũng đi từ thứ hai cho đến hết thứ tư. Thứ năm thì bắt đầu lại chuyên ngành gọi là học online, nhưng mà học online tuần sau rất là dị luôn. Lên lớp học online. Biết sao, lên lớp điểm danh, sau đó là giải tán. Đi tìm những cái khu nào mà wifi nó mạnh á, bắt đầu mở học online chứ không có học trên lớp. Cùng lên trường nhưng mà không được học trên lớp. Đó, kiểu như thế. Lần đầu tiên mà mình nghe luôn. Ôi, thì sao không cho ở nhà cho tiện. Buồn ghê. Bạn hương sư. Hai hương sư này có cái bộ skin giống nhau cho nên là cũng không biết là bạn nào là Lily còn bạn nào là Creamy. Chắc là Creamy. Creamy đang mất máu. Bên đang quay tay. Vận may sẽ tới thôi. Cố gắng lên. Cái tay hư. Nhớ nhá, phải di chuyển nhá, không là màn hình nó tối lại đấy. Trời ơi, sợ quá, nó nghe két két cái máy chắc luôn. Ôi, cắm mắt thế này. Ơ, đánh trúng kìa, đểu nhờ. Không vui gì hết nha. Thôi để mình đi kiếm Hunter chơi. Quăng đi. Ý giời ơi, hụt rồi nha. Nếu như mà các bạn nằm trong cái vùng chạm đất của nhân vật Ben thì các bạn sẽ bị đi chậm nhá. Rất là nguy hiểm luôn. Thường thường là dính vào cái vùng đất đấy là kiểu gì cũng bị ăn đòn. Ý giời, ông tưởng kéo ông hay á. Quẹo lựa liền luôn. Có gì nữa không? Thôi cứ chạy trước cho chắc. Những cái máy đang được sửa nó được hiển thị lên nhờ các bạn binh. Nó không đuổi nữa rồi. Ồ, đằng sau lưng mình kìa. Hương sư đây rồi, Creamy đây rồi. Ai...
Chuẩn bị kiểm tra rồi. Ngày mai mình kiểm tra võ, kiểm tra nhóm, tuần sau là thi. Nhức đầu ghê luôn. Đáng lẽ là thứ ba cũng có một bài kiểm tra về ngữ pháp, nhưng mà bọn lớp mình nó xin năn nỉ mãi được rời sang tuần sau luôn. Cái gì cũng sang tuần sau ấy. Các bạn thì đang chuẩn bị thi đúng không? Còn lớp 9, ai mà thi rồi thì ai mà đang trong giai đoạn thi thì chúc các bạn thi tốt thôi. Chứ mình cũng chả biết chúc sao cả. Cố gắng ôn bài kỹ, giống y như mình cũng đang trong giai đoạn ôn. Mai mốt thì listening nữa cơ, còn khó bạo nữa. Ôi, núp. Nhìn nó có vẻ như đang di chuyển sang đây ấy. Núp đi bạn ơi, nó sang sang đấy. Núp đi. Trời ơi. Mình thấy cái dấu hiệu nó đang sang mà. Ủa, nó đang đứng trước mặt mình luôn ấy. Thôi xong mù rồi. Nó kéo thì thôi rồi luôn. Không thể nào mà chạy được ấy. Bên này cũng được chỉnh sửa cho nên là cho mọi người chơi nó không bị lãng quên nhân vật này đi ấy. Chứ thực ra thì mình thấy đi rank cũng ít người chơi lắm. Nó biết mình ở đây rồi, nó biết mình ở đây sao? Để tiếp tục quay tay. Hai bạn kia cũng đang muốn tới cứu, đây không biết có được không. Để mình sẽ mon men lại mình mở cái cổng. Mình sẽ lại mình mở cái cổng. Chơi chơi kiểu hết lòng luôn, chơi khô máu luôn. Nhưng mà đi rank là không bao giờ mình làm những cái chuyện này đâu. Đi rank là chắc chắn thoát được 3 thì mình sẽ thoát luôn. Để đảm bảo cái trận đấu. Chứ đừng có kiểu như là khô máu như thế này, rất là dại dột luôn ấy. Cứu mù đi, không cứu được à? Ôi giời ơi. Nó sắp hết mắt đỏ rồi. Ờ, cứu được rồi. Cố lên. Rồi thôi xong, không thoát được. Thôi mù bay rồi. Bạn mù bay rồi. Ở lại cứu bạn Trinh, Lily. Cái bạn Hương Sư này là bạn Lily này là trước kia tên là bé Cát. Sau này là không biết sao đổi lại thành Lily. Chắc là idol gì đấy. Thấy thích mấy bạn gái bên Mỹ lắm. Bây giờ là không có ai có nhánh 6 luôn ấy. Cũng khá là nguy hiểm. Mình chỉ đi hóng hớt thôi chứ. Không thì đi body block thôi. Chứ không có cứu được. Không thì để bạn Hương Xưa cứu này. Ok. Chạy. Nhanh, let's go. Ô, nó dịch chuyển. Nó mà kéo được bạn Trinh là coi như gục luôn. Ôi, nước hoa có không? Ờ, có nước hoa rồi. Hay quá. Cố lên. Ôi, Hương Sư hai lần nước hoa hay quá. Mình cứ tưởng là sẽ bị gục cơ. Cái gì lật vá này bà nội? Từ từ. Thôi xong rồi. Tiêu rồi, hết nước hoa chắc rồi. Đợi chút, heo xong cứu liền. Hồi hộp dùm luôn. Nhanh. Rồi, đi sang cứu tập 2. Ở giai đoạn cuối game thì bên nó sẽ mạnh ở đôi mắt đỏ. Khi mà hết rồi thì mọi thứ nó cũng sẽ trở lại bình thường khi mà đồng đội mình phun máu thôi. Quan trọng là body block phải tốt. Đừng có cứu xong người tiền thân ai người chạy thì cũng khá là khổ. Cái tay hư lại quay tay rồi. mình thì cũng chỉ gọi là đi hóng hớt, đi thời sự cho các bạn xem thôi. Chứ thực ra thì
Cứu thì cứ để cho ai nhánh 6 cứu thôi. Gì đấy? Trời ơi ông ơi. Thoát thôi. Thoát rồi mà vẫn màu đen. Ok, và mình sẽ kết thúc video clip đây. Và chúc các bạn có một buổi cuối tuần, ngày cuối tuần thật là vui vẻ nhé. Rồi ngày mai đi học nhớ phải mang áo mưa nha. Dạo này thì mưa quá trời á. Bye bye, bye bye, bye bye.